Bị VTV nhắc tên vì nội dung rác, TikToker vẫn ngang nhiên lên tiếp những video hướng nghiệp độc hại. Được coi là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 335.000 lượt theo dõi, thế nhưng những nội dung của TikToker Huy Giao lại chỉ xoay quanh việc cổ súy cho vấn đề học đại học vô dụng. Gây bức xúc hơn cả là bất chấp nhận hàng tá gạch đá từ cộng đồng mạng, thậm chí bị nhà đài VTV nhắc đích danh, nam TikToker này không những không xóa đi những video hướng nghiệp lệch lạc của mình, mà thay vào đó còn tiếp tục sản xuất ra hàng loạt video khác với nội dung được đánh giá là độc hại, thiên kiến như có nên học ngành kế toán, hãy thể hiện bạn nghèo, vân vân. Trước đó thì Huy Giao cũng là chủ nhân của hàng loạt video với quan điểm lệch lạc như bằng marketing vô dụng, thay vì học 4 năm đại học, bạn nên học khóa học 3 tháng là đủ, vân vân. Đáng chú ý, tất cả những lập luận của nam TikToker này đều dựa trên cảm nhận cá nhân do quan sát từ bạn bè xung quanh rồi bản thân tự thấy được. Trước những phản ứng dữ dội đến từ cộng đồng mạng như vậy, mới đây anh chàng này cũng đã lên một video giải oan cho bản thân rằng mình đang bị mọi người nhìn nhận quá khắt khe. Anh lập luận rằng video ngành học vô dụng đó được làm từ rất lâu rồi, bản thân không hề có ý câu view, câu like như cộng đồng mạng đang nghĩ.